Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm thì cũng mới nghe một cái thông tin cũng chấn động ở cái chân là ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì có một thanh niên đó các bạn, thì đuối nước ở ngay chân cái cây cầu Ông Me lớn nha của tỉnh Vĩnh Long luôn nè. Thì sự việc như thế nào bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ lại gần ngay chân chỗ cầu Ông Me. Tí La Cà Lâm sẽ hỏi là những người dân sự việc như thế nào cho các bạn cùng nghe nha. Đây cầu Ông Me. Đang cứu người. Đây cái cầu này lớn nè, có lôi lên nè. Má không cứu rồi, đây nè, người đã chết nó mới chạy qua. Cứu rồi, đưa vô đó công an. Lên tim bọt rồi. Lên tim bọt dương chuột vậy đó. Để chìm lần chút nữa. Giờ nắm đầu lôi lên nó đụng. Đi nắm áo, nắm đầu là đúng luôn á. Nắm đầu lên trời lên chứ. Lôi lên chứ không thôi rồi. Mà chạy chừng 2 3 phút nữa là chìm đó. Chìm lại đây xong này là rồi. Chạy thì là khỏi chứ. Đấy, nước đang lớn nè. Nước lớn không kịp. Xe vô cho người ta sơ cứu đi rồi. Đây nè, con đây nè. Vô đây. Cô có thấy cái người đàn ông hồi nãy không? Tôi không thấy mặt. À, nhưng mà người đàn ông đó làm sao mà thấy à, cái người đàn ông đó thôi nó tới luôn, nó không rồi ta có gì tới luôn, nó không muốn tách mưa đi chứ lại chú đi màu hồng. Dạ dạ. Lấy qua bên đây chạy. Ủa nhưng mà là cái hồi là của cô thấy là cái người thanh niên đó là ở trên bờ hả? Ở trên bờ. Ủa nhưng mà có cầm cái gì theo không? Có. Là cầm cái ly màu hồng. Cầm cái qua ly hả? Ừ, đẩy cái qua ly màu hồng. À. Rồi đi ngang đây. Rồi. Đi ngang đây rồi đi lên chạy chạy rồi tới đây rồi cũng anh thấy cái đường qua cầu mình nó cách xa sao. Dạ. Nha. Dạ. Rồi ngồi nghe lại đó là cái chú đến là thấy vậy thì vớt lên. À.
Thì vớt rồi cũng nghe nói là vớt lên là cái thời để trên cái đống củi đó ra, đống cây đó. Rồi cái hồi cái thấy hơi khỏe khỏe rồi, không biết sao mấy người ta coi thấy vậy á. Tại mấy kêu cái xe tập tự á. Đẩy đi lên đi ra ngoài. Cấp cứu ha. Ừ. Ủa nhưng mà là chưa có chết hả? Chưa. Cũng như là xỉu thở thôi chứ chưa chết. Rồi rồi mất bao nhiêu lâu là của mình mấy là cứu cái người đó là cô có thấy không? Không, không thấy. Chỉ thấy biết đi ngang đó đây thôi. Nhưng mà cái người đàn ông đó nhà ở đâu cô có biết không? Không biết. Cũng như là cô thấy là cái người đàn ông đó là chỉ cầm cái vali màu hồng thôi á. Đẩy kéo đi thôi chứ ngoài ra chứ không biết nhà ở đâu, mà không biết mặt không rõ. Tại vì bên đây chứ không có để. Dạ. Nhưng mà cái người đàn ông đó là cô nghĩ là cỡ chừng bao nhiêu tuổi là cô đón được không? Bao nhiêu cỡ chừng 30 mấy tuổi thôi ha. Rồi trẻ đó. Dạ. Ủa nhưng mà cái người đàn ông đó là cô thấy là xách xách bộ vali không có xách mà chịu kéo. Kéo ha. Rồi kéo đi còn chưa có xách. Vậy là hồi khi mà cô thấy là xe cấp cứu đã đưa vào nhà thương ha. Vậy hồi tôi lên đây tôi thấy xe cứu trong con tôi có chạy ra đây là cấp cứu. Trời ơi. Tại vì chúng tôi bệnh nhất. Chắc cái này con Nghi chắc đây giận vợ đủ á. Nếu còn mình cái chuyện mình không biết là giận cái gì thì người thì nói bây giờ đổ đá bánh không có tiền. Cũng như là mùa này là cái mùa Ogo về đá bánh ha ha con. Người ta nói vậy chứ mình không biết chuyện đó. Dạ. Sao nó vậy à? Hồi dừng lại hồi chiếu xe tầm tự chạy lên. Ủa mà hồi nãy là cô thấy ở đó là có công an hay là những người dân đồ là nhiều không? Dân thì đông lắm, tôi cũng thấy đông lắm mà tại xuống lên cầu cũng thấy cái người sợ đó. Là công an đồ lợi luôn ha. Không biết công an gì, tôi biết mình thấy đông lắm mà tôi không có lên cầu. Dạ, cũng như là cô không dám đi lên cầu ha. Ừ. Sợ hả? Sợ. À. Thấy gì đi dốc dáng vậy thôi chứ không thấy gì hết. Dạ. Thôi vậy con cảm ơn con. Hồi nãy là anh thấy sao? Đấy, chạy nghe cái đứng trên cầu nghe. Ừ. Xong rồi tay gớ vớt. Là vớt trên đống chào. Là người ta lôi cái người mà ở dưới sông đi lên cái đống chàm hả? Đúng rồi. Rồi mất bao nhiêu thời gian là xe máy lại chở thằng đó đi nhà thương. Nữa đấy. Nhưng mà hồi nãy là anh có thấy là những người dân đồ đi lại nhiều không? Nhiều ngại cho cái cậu công an luôn. Khi mà anh thấy cái người thanh niên đó là người thanh niên đó là đứng ở đâu? Cái lớp cậu công an. Cái gì vậy? Trời trời. Rồi hồi nãy là những người nào là người thật ta vớt lên? Mấy là thầy. Là mấy anh em làm ở bên là đạo tì là làm ở bên bên là đi đi mà chôn người hả? Ừ. Ủa, phước lại á. Rồi anh thấy là cái người đàn ông đó là có qua đời chưa? Chưa, còn sống ngay vô bệnh viện. Nhưng mà vẫn còn sống ha? Còn sống. Nhưng mà anh có biết gì cái lý do gì mà cái người đàn ông đó làm như vậy không? Không biết luôn. Ghê vậy? Là khi anh thấy là cái người đàn ông đó là đứng ở trên cái cầu là đứng có một mình màu hả? Một mình với lỡ qua ly nữa. Một mình với cái vỏ qua ly. Với lấy tài rồi luôn. Ghê vậy ta, nhưng mà cái hảo. Nhưng mà là anh cũng không có biết là vì cái chuyện gì ha? Không luôn. Là khi mà dứt người đàn ông đó lên là anh thấy là có là những cái người dân ối những cái người thân đồ là đi ra chưa? Không thấy qua là tay luôn à. Là mà thấy bên là mấy anh em bên là cứu không ha? Chứ chưa có thấy là những cái người thân mà đi ra ha. Đúng rồi. Mà anh có biết là cái người đó là ở đâu đến không? Dạ, dưới Cà Mau lên. Từ ở Cà Mau lên hả? Trời trời. Từ ở Cà Mau mà đi lên trên Vĩnh Long hả? Chứ anh mà suy nghĩ là không lẽ là mùa này là cái mùa Ogo đá banh sao? Đá banh á. Trời ơi trời. Là cái người đó là người đến từ Cà Mau ha. Nhưng mà anh có nghe nói là người đó lên đây là đi
là đi làm hay là ở gì làm, là nó là sao anh? Cái đó không biết được. À, anh chỉ nghe là người đó là đến đi từ Cà Mau đi lên trên Vĩnh Long. Đúng rồi. À, nhưng mà vì không biết chuyện gì mà đã làm những chuyện như vậy ha. Ghê vậy ta. Công an xã cứ ra nó dọc cái tài đó ở dưới Cà Mau á. À, là hồi nãy là công an xã ra là để là móc cái bóp ra để là lục những cái giấy tờ hả? Giấy tờ. Nhưng mà trong đó là anh có thấy là có tiền có bạc gì là nhiều vậy không? Không thấy tiền bạc, thấy giấy tờ không? Rồi, vậy là không có thấy tiền luôn. Vậy là một là buồn gia đình, hai là mùa bóng đá Euro hả? Đúng rồi. Trời ơi. Ghê quá ha. Bởi vì anh thấy thời bây giờ cũng ghê quá ha anh. À, rồi thôi vậy em cảm ơn anh nha. Là chị có nghe là có một cái thanh niên mà đuối nước ở cầu Âu Mè không? Có, nãy bà số kia bà nói vậy em chuyển thấy nhưng mà bà kia bà cứ nói vậy. Là đâu là nói lần sau ra đâu đâu chị? Nói cho nó có nhớ lên chỗ thôi chứ chị. Dạ là hồi nãy là chị thấy là vớt cái người đàn ông đó là chưa có qua đời ha. À, nói xe cứu chở đi mà quên viện mà. À, sơ mà cũng kể đó. À nhưng mà chưa có qua đời hả chị? Chắc chưa. À cũng như là chắc là buồn gia đình rồi ha. Dạ. Ủa vậy hồi nãy giờ thấy cái người đàn ông mà đuối nước ở cầu Ông Me mà người đó có qua đời không? Không cứu được rồi. Vậy là người đó không có qua đời ha, người đó vẫn còn sống hả? Vậy là bây giờ là chở người đó đi vô bệnh viện hả? Hồi nãy là gì có chứng kiến không? Trời ơi, thì người đó đi chở chồng rồi. Vậy là bây giờ chở người đó ông đi vô trong bệnh viện ha? Nhưng mà dì có biết là người đàn ông đó ở đâu không? Không, nhưng mà tận lội lên lén. Là dì thấy là nãy là đứng nhiều người không hay vậy? Nhiều. Trời ơi, ghê hả? Chấn động ha. Chắc người đàn con nghe nó hô là người đàn ông đâu có sách theo cái quali hả vậy? Trời ơi, chắc do buồn gì. Chắc buồn vợ gì quá. Dạ. Con cảm ơn nhiều. Thì đó các bạn, đây là cái cây cầu Ông Me lớn nha. Đó, mà khi mà những người dân á là phát hiện kịp thời á là cứu cái người đàn ông cứu xong rồi, những người dân á là lâu cái người đàn ông nó đi lên nằm ngay chân cái đống chàm này nha. Đó thì bây giờ là cũng đã được là đưa người đàn ông đó đi vô bệnh viện nha, để chữa trị luôn. Đó, đây là một cái đống chạm nè, khi mà cứu người đàn ông đó đi lên rồi là nằm ngay chân chỗ này luôn nha. Đó thì giờ các bạn thấy tỷ mà cái người đàn ông đó đã làm những chuyện nó như vậy mà những người dân mà phát hiện kịp thời, chứ không phát hiện kịp thời là người đàn ông này sẽ qua đời nha. Quá trời hên cho người đàn ông luôn. Đó thì mình cũng nghe đó các bạn, thì những người dân khi mà phát hiện người đàn ông đuối nước là thì rất là đông bà con đến để là kịp thời cứu nha. Thì những bà con rất là đông luôn. Thì mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì một người đàn ông đuối nước tại con sông cầu Ông Me nha. Thì hồi sớm giờ đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng hỏi là những người dân ở nơi đây là sự việc như thế nào, là người đàn ông đó đuối nước á. Thì hồi sớm giờ những bà con biết á, thì người bà con kể, thì hồi sớm giờ kể thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hãy cho Tí La Cà Lâm một cái đăng ký kênh và một cái chia sẻ nha, để cập nhật những cái thông tin từ mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.